my god, it's coming out of smoke. So Peanut Panda is right there in the middle. It's empty, right? I had water in it. Oh, I had okay. water, and then I put dry ice, and it starts bubbling up. But I had to work today, and I didn't have time to get the dry ice. I know. Yeah. Look beautiful. Okay. Thank you. Okay, enjoy. Thank you. Bye. Bye. Quê ở Tây Nguyên nhiều quá sao chịu nổi. This is YouTube. Nhà có đèn chắc có. Trời hôm nay Ti cũng đi trước street luôn. Oh, daddy à. Say trick or treat. Vô đi Brian. Say thank you. Say thank you, con. Con say thank you không? Yeah. Đây. Cái ông có dễ thương hả? Yeah, yeah. Tánh dễ thương. Yeah. Wow. Every year they do it. Chứ có con nhỏ không? Có không? Yeah. They do that for the mấy thấy hai chồng không? Yeah. Là cái đèn có đèn ở Tây dùng không có đèn đừng có đi. Ừ. Hả? Có không? Bây giờ thấy tới thôi rồi. Gõ thử đi. Nãy vô chụp hình được không? Thấy tối. Ồ. Có thêm cũng đi trick or treat xin kẹo nữa nè. Hello. Chưa có ai để kẹo ra sẵn á. Giờ này đúng rồi, 7 giờ mà. Tối rồi mà, sớm nữa đâu. Ủa hôm nay sao không thấy cái mặt trăng đâu rồi? Đây là 15 mà không thấy gì. Có không? Có kẹo không? Yeah, we got candy. A little bit. I don't think it has. Quá trời cũng đi xin kẹo kìa. Yeah, we don't think it has. Không ai biết hết. Rồi, chia hết rồi vậy. Trời ơi, khu nhà mẹ Phương nhiều lắm Ti. Khu nhà mẹ Phương đông lắm. Khu Việt Nam. Đông nghẹt nè. Không, mấy khu đó còn nhà Mỹ nhiều cũng vô. Mỹ trắng. No, not this one. Con cá hả? Oh, how about this one? No. Có đèn không? Đâu thấy đèn đâu Ti. Con không có đèn đừng vô. Vô đi, vô thẳng không nè. Có cái đường thẳng vô luôn vậy. Coi chừng xe kìa anh ơi.